Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục thời sự. Chúc quý vị có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Thực hư về những cái lỗ to được khoét trên bụng của con bò sữa đang gây phẫn nộ. Mới đây, khi được tham quan một trang trại ở nước ngoài, các du khách đã vô cùng kinh ngạc khi thấy cách những người chăm sóc bò. Thay vì được đeo thông dong gặm cỏ trên những cánh đồng, những chú bò lại có một lỗ lớn trên người, trông có vẻ rất đáng sợ. Trong các trang trại bò sữa ở Thụy Điển, người ta tạo một khoan lớn trên bụng từng con bò, sau đó lắp một chiếc ống. Chiếc ống này giúp họ có trực tiếp cho tay vào dạ dày bò để xử lý thức ăn. Nếu tình trạng tiêu hóa của bò sữa gặp trở ngại, những người nhân viên trực tiếp kiểm tra thông qua chiếc ống đó. Trong trường hợp cần thiết, họ sẽ trực tiếp đổ thuốc vào dạ dày, giúp đàn bò có thể tiêu hóa một cách dễ dàng. Không những vậy, họ còn có thể kiểm tra đánh giá tình trạng sức khỏe của những chú bò vào từng thời điểm. Dựa vào đó, họ sẽ chọn lựa những loại thức ăn phù hợp giúp kéo dài tuổi thọ của đàn bò. Tuy nhiên, để tránh vi khuẩn xâm nhập vào nội tạng gây bệnh cho những con bò, họ sẽ dùng những chiếc nắp đặc biệt để bịt chiếc ống dẫn lại. Tuy cách lý giải của những công nhân ở đây khá hợp lý, song cách làm này đã đưa đến hai luồng ý kiến. Một số tổ chức cho rằng cách làm này về cơ bản đã hỗ trợ người nông dân nâng cao sản lượng sữa và kéo dài tuổi thọ đàn bò. Bên cạnh đó, một số người cho rằng đây là phương pháp phản tự nhiên và khá tàn nhẫn. Thiết nghĩ, dù cách làm này có lợi đến đâu, nhưng cái lỗ ống dẫn cỏ lớn kia cũng đủ khiến chúng ta rùng mình. Liệu có biện pháp nào nhân đạo hơn mà vẫn đạt hiệu quả như phương pháp này?